Dạ, Hùng xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả bà con cô bác đã luôn yêu mến và ủng hộ cho Hùng và kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng. Dạ thưa bà con, chiều hôm nay Hùng rất vui và trân trọng muốn giới thiệu đến bà con cô bác một lô đất nền có diện tích là 65m, chiều ngang của nó từ bên này qua đến bên này á là khoảng là 5m và chiều dài của nó là 13m, hướng của nó là hướng đông nam, phun thổ cư và ở đất ở đô thị 100%. Thưa bà con, nếu mà bà con muốn xem cái sổ này thì hãy liên hệ với Hùng, Hùng sẽ đưa sổ cho bà con coi. Và đất này á có giá bán là 38 triệu một mét nhân với lại 65m bằng 2 tỷ 470 triệu. Thì từ lô đất này bà con chạy ra chỗ ngay tại bờ biển và bến du thuyền La Luna chỉ khoảng là 500m và đi mất tầm 5 phút. Thưa bà con, từ cái lô đất này á, giá của nó là 2 tỷ 470 triệu và bà con bỏ thêm 900 triệu nữa, Hùng sẽ hỗ trợ cho bà con một cái thiết kế về ngôi nhà. Bà con xây cái ngôi nhà đó chỉ 900 triệu thôi, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn cái nhà bên này. Và cái nhà bên này rất là nhiều bà con ạ. Hùng cam kết với bà con là hỗ trợ cho bà con về tư vấn thiết kế chỉ 900 triệu thôi. Khi nào mà bà con có nhu cầu muốn thích cái nhà này thì hãy liên hệ với Hùng, Hùng sẽ gửi cho bà con cái bản thiết kế về cái ngôi nhà đây, chắc chắn sẽ đẹp hơn. Chỉ với 3 tỷ mấy thôi, bà con có một ngôi nhà ngay tại trung tâm, gần trung tâm thành phố Nha Trang, đi lại làm việc học tập rất là gần. Và lô đất này cũng tương đối phù hợp với túi tiền với bà con cô bác, mình có thể mua để cho con cho cháu chúng ta ở gần nhau với gia đình mình hơn. Đường hiện trạng là trong khu dân cư. Đây là đường bê tông rộng khoảng là tầm 10m. Thì ô tô ra vào thoải mái. Bà con chạy ra bến du thuyền thì cũng rất là gần. Đó, thì nếu mà bà con có nhu cầu muốn mua lô này thì bà con hãy liên hệ với Hùng qua số điện thoại là 0967 269 585. Đây là lô đất mà Hùng muốn giới thiệu đến bà con. Đây, từ đây qua bên đây là ngang 5m và ra sau lô đất của chúng ta là dài là 13m. Dạ, thì nếu mà bà con muốn biết rõ chi tiết hơn, muốn xem đất như để biết được đường xá như thế nào thì bà con cứ liên hệ với Hùng để Hùng dẫn bà con đi xem nha. Chứ Hùng muốn làm video review chi tiết con đường nhưng mà sợ dài quá thì bà con sẽ cảm thấy nó mất thời gian của mình, nên Hùng chỉ muốn cho bà con xem cái lô đất thôi. Khi nào bà con đến thực sự muốn mua thì Hùng sẽ dẫn bà con chúng ta đi xem. Cảm ơn bà con. Bà con nhớ nhấn nút đăng ký kênh bên dưới cái video clip này và nhấn một nút like để ủng hộ Hùng nha, cho Hùng có thêm động lực để làm video mới cho bà con. Chúc bà con có một buổi chiều thật là vui vẻ. Bà con hãy truy cập vào website bandatnennhatrang.com.vn của Hùng để tham khảo, có nhiều nguồn cho bà con. Chân thành cảm ơn bà con.